Dạ rồi em xin phép chào đại gia đình nhà mình nha. Dạ vâng, hôm nay anh chị cùng các con về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ em xin phép nói chuyện với chị trước. Dạ hôm nay em muốn nhờ bên anh Hải Mình nói lớn lên ha. em muốn nhờ bên anh Hải giúp đội hiệp sĩ anh Hải giúp cho em tìm được tìm bé cháu em là Nguyễn Thị Kim Tìm cháu ha. Nhi. Vậy chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ em là Nguyễn Thị Kim Yến là đang cư trú tại 107 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Dạ, chị là Dạ. cô ruột. Cô rồi. Còn anh chị hai bên là Cha và mẹ. cha và mẹ ha. Cháu nhà mình là ở với ai? Dạ, Ở cháu với cô. Ở với cô ha. Con gái ngoan nha. À, chị gái, vậy là cháu gái nhà mình là ở với chị đúng không ạ? Chị có thể cho em được biết cái thông tin là cháu nhà mình bỏ đi ngày nào? Bắt đầu bỏ đi là khoảng 12 giờ 40 ngày 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 30 tháng 8. Là ngày hôm qua. Khi đi thì cháu gái nhà mình có đem theo phương tiện quần áo tài sản gì không? Dạ bé không có mang theo gì, chỉ mặc mỗi cái quần sọt kaki với một cái áo thun màu xám. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ bé năm nay 13 tuổi rồi. 13 tuổi. Bé hiện tại đang ở với chị, có làm công việc gì không? Dạ bé đang làm nail ạ. Làm nail ha, làm được lâu chưa chị? Dạ bé bắt đầu làm công việc này từ hồi tháng 10 ạ, tháng 10 năm 2023. Là hiện tại là ở với chị và làm tại tiệm đúng không ạ? Trước khi cái ngày đi á, thì chị hoặc là ai đó trong gia đình có la dầy gì bé không? Dạ có, nói chung là có, hôm qua thì em cũng có la bé, cũng giống như bình thường bé làm không được á thì em cũng la như mọi lần vậy đó, mà hôm nay bé lại bỏ đi vậy đó. Mình la là la lớn không ta? Dạ nói chung cũng la như bình thường, em la em hay dạy bé giống như là con em vậy đó. Trước kia có la như vậy không? Dạ em vẫn la như vậy. Bé đã từng bỏ đi lần nào như vậy chưa? Dạ ở với em thì chưa, Ở với cô, ở với bé có cô. bao giờ than phiền điều gì không? Dạ không, em hỏi bé hoài à, thì bé nói là ở với cô ba sướng, hết hơn, thoải mái hơn, nói chung vậy. Nhưng mà em nghĩ là chắc hôm qua em la nó vậy, nhiều khi nó áp lực quá hay như thế nào thì bé Tất cả các mối quan hệ bạn bè của bé ở thành phố Hồ Chí Minh từ khi lên làm với chị thì chị có nắm bắt được không? dạ bé nó không có chơi với ai ạ, tại vì cái khách vô làm là em đều nắm hết. Dạ. Bé sử dụng điện thoại gì ạ? Bé sử dụng cục gạch ạ. À, cục gạch ha. Dạ. Có bao giờ chị nghe hoặc là phát hiện được bé nói chuyện điện thoại với ai không? Dạ, cái thời gian bé dùng điện thoại lúc đầu bé mới lên á, em có mua cho bé một cái cảm ứng. Dạ. Thì bé xài cảm ứng thì em thấy cũng nhắn tin rồi cũng có yêu đương gì đó. Nhưng mà Ồ. sau thời gian thì em phát hiện ra thì em không cho xài cảm ứng nữa. Cái thời gian phát hiện nó lâu chưa? Cụ thể tháng năm Dạ, nào? cũng lâu rồi. Lâu rồi Dạ. ha. Chắc cũng khoảng 3-4 tháng này là không xài cảm ứng. Con gái trật tự cho chú nha. Vậy là tới giờ phút này thì theo như chị cái lý do chính để mà cháu của mình bỏ đi là vì lý do gì? Em nghĩ chắc nhiều khi em la bé rồi là bé nó tủi thân á. Cái sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ có, tối hôm qua em có lên em báo trên phường Bình Chiểu và phường Tam Phú. Công an Dạ. nhận hết rồi đúng không ạ? Dạ, bên phường Tam Phú thì Rồi em xin phép được chuyện trò cùng lại ba mẹ của bé ha. Rồi em xin phép chào anh trai. Anh trai có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết anh trai họ tên là gì và đến từ đâu? Dạ em tên Nguyễn Văn Sang, đến từ huyện Tân Phú, Đồng Nai. huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Anh có bổ sung thêm thông tin gì không? Dạ không, thì ngày hôm qua em nghe báo cô ba nó báo là nó dậy rồi, trong đêm là em đi lên đây. Trước vậy là con nhà mình anh chị là gửi lên chỗ cô để làm việc, còn anh chị là sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Dạ đúng. Anh gửi từ bao giờ? Dạ nó đi cũng cỡ mấy tháng nay nó lên đây làm với cô, nó trên đây. Vậy là trước kia là ở nhà. Dạ. Bé nhà mình là con thứ mấy trong gia đình?
Dạ con đầu. Nhà mình được mấy bé? Ba bé. Ba bé ha. Bé học hết lớp mấy nhỉ ạ? Lớp 6, lớp 7. Lý do gì gia đình nhà mình cho bé nghỉ học? Thì thời gian đó thì nó cứ không chịu học, rồi nó cứ đòi đi lên cô ba nó làm thì chịu theo ý nó cho nó lên nó làm. Em hồi này cái thời gian mà ở với gia đình bé cũng ngoan không? Dạ nó cũng dây dưa rồi xong rồi nghe nó ham học nghề học này đầu kia cũng cho nó đi học, rồi xong sau này nó mới lên cô nó làm rồi ổn định mấy tháng nay nghĩ là yên ổn mà đâu biết nó là gì. Trước kia bé đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Dạ có, cũng đi cái bỏ đi xong cái xíu về. Lần đấy đi vì lý do gì? Cũng ông nội đồ ra nó rồi nó giận nó bỏ đi tí nữa về. Về đi trong ngày? Dạ. Hay là đi nhiều ngày ạ? Đi trong ngày. Trong ngày ha. Giờ rồi em xin phép được chuyện trò với bà xã của anh ha. Giờ rồi em xin phép chào chị gái. Chị gái có thể giới thiệu chị gái tên là gì? Em tên Quỳnh Thị Mộng Thủy. Chị cũng đến từ Đồng Nai? Không, em ở Long An. Ở Long An lấy chồng về Đồng Nai đúng không ạ? Con nhà mình bỏ đi như vậy chị có bổ sung thêm thông tin gì không? Thì tại là ở với cô ba ngày hôm qua là nghe cô ba điện về nói. Trong quá trình cái thời gian anh ở với cô, bản thân chị là mẹ, chị có quan tâm gọi điện thăm hỏi con không? Thường xuyên không? Dạ có. Có bao giờ con than phiền khi mà ở với cô ba bị áp lực như thế nào không? Dạ không. Không ha. Mình bao lâu rồi mình chưa lên thăm con? Cũng mấy tháng à. Mấy tháng là cụ thể mấy tháng? Chắc cũng 3 4 tháng gì đó. Vậy là từ lúc mà con nhà mình lên cô ba làm cho tới nay là mình lên thăm mấy lần rồi? Dạ được một lần. Một lần ha. Dạ. Trước kia thì khi con ở nhà con có hay tâm sự hủy gì với chị không? Có. Nói sao? Nói không muốn đi học rồi nó muốn lên cô ba học nghề. Cô ba học nghề ha. Ai là người báo tin cho mình là con nhà mình bỏ đi? Cô ba. Cô ba đúng không? Qua cái sự việc này thì bây giờ hiện tại chị như thế nào? Chị lo lắng nhất điều gì? Sợ bé bị dụ rồi. Trên cái video này chị có điều gì chị muốn nhắn gửi tới con gái của mình không? Vợ nói đi cho con về nào. Nói đi. Con ở đâu, con tên gì, gọi tên con ra. Rồi có lẽ người mẹ đang rất là nghẹn lòng rồi. Cha nè, cha có điều gì muốn nói với con không nè? Nói đi cho con nó về. Không, em chỉ bây giờ tâm sự với con, nói với con, gọi tên con nè. Kêu về giờ thì để trong gia đình sắp xếp rồi coi tình hình sau đồ. Rồi cô nè, cô có điều gì muốn nói với cháu không? Nếu như cô lỡ la cái điều gì đó làm cháu buồn thì cô nói với cháu đi. Thì em cũng muốn nói với bé là thực sự là nhiều khi la nhưng mà rất là thương, nên là mong con về, con suy nghĩ lại đi mà đi về. Bây giờ cô sợ nhất cháu sẽ gặp điều gì khi đi ra bên ngoài? Cô chỉ sợ là nó cháu nghi quẩn rồi. Nghi quẩn thì không có đâu. Với phần nữa là sợ bị lừa đi bán đi chỗ này chỗ kia. Em hằng này cái ngoại hình của bé ở ngoài có giống như trong hình không? Bé rất dễ thương và rất là xinh xắn ha. Dạ. Gia đình nhà mình có sợ rằng bé sẽ bị các đối tượng xấu dụ dỗ ép buộc làm những công việc không lành mạnh không? Sợ không ạ? Đặc biệt ngoại hình của bé rất dễ thương và xinh xắn, và đặc biệt bé là con gái rất dễ bị các đối tượng dụ dỗ, đúng không ạ? Nhà mình có biết công việc nhạy cảm là gì không? Bé nhà em nói chung là cái khu của em đang làm á là cái môi trường của những cái quán karaoke nó không lành mạnh á, thì em nghĩ em sợ bé nó bị nó đang kiểu như nó học theo á. Cái độ tuổi này em nói thật với chị, cái độ tuổi này rất dễ hấp thụ những cám dỗ bên ngoài. Gia đình mình rất lo rằng, sợ rằng con nhà mình đi ra sẽ bị những đối tượng xấu dụ dỗ, cám dỗ để ép buộc làm những công việc vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Tới giờ phút này thật sự gia đình nhà mình rất hoang mang. Vậy là từ tối hôm qua tới nay chưa có liên lạc được với con? Chưa.
không có cách nào để liên lạc luôn. Đi kiếm nhà mình có hy vọng rằng hôm nay khi mà lên đây nhờ anh em đội Yểm Xỉu Thanh Hải thì 1-2 ngày tới con cháu nhà mình trở về không? Có hy vọng điều đấy không? Có, em rất hy vọng luôn. Nếu mà về được trong chiều nay, nếu mà bé mà có coi được á thì mong con về, chiều nay con về với cô. Cô la là vì cô thương. Dạ. Đúng không ạ? Chứ không phải cô la là vì cô ghét bỏ. Hy vọng rằng con gái xem được video này nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Bởi vì tuổi của con năm nay mới 13 tuổi, chưa biết ngoài đời ngoài đường như thế nào. Rất nhiều cặp bẫy đang chờ sẵn con. Có thể tới giờ phút này con đã hối hận vì cái sự con bỏ đi. Bởi vì sao? Có thể giờ phút này thì những đối tượng xấu đã nhắm vào con là một con mồi, sẽ là một cái công cụ để cho bọn chúng gọi là kiếm tiền. Thì hy vọng rằng con gái đủ tỉnh táo, thức tỉnh để mà quay trở về nhà. Trường hợp con bị khống chế, con không về được thì con hãy tìm đủ mọi cách, con liên lạc với các chú của đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để các chú có cách, có hướng, có kế hoạch để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn như cái trường hợp mà con đang ham chơi hoặc là con giận một phút nào đấy, con giận cô, con bỏ đi nhà bạn, thì chú hy vọng rằng thì con suy nghĩ thấu đáo để mà con quay trở về. Bởi vì ngoài đời ngoài đường không bao giờ tốt, không bao giờ thương con như con nghĩ. Chỉ có gia đình là thương con vô điều kiện, còn bên ngoài thương con sẽ có điều kiện. Hy vọng rằng là con gái nghe những lời của chú nói để mà quay về. Còn nếu như những đối tượng nào mà đang dụ dỗ, ép buộc bé, khống chế bé và có ý định ép buộc bé làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật thì hãy nhanh chóng đưa bé quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu như vẫn cố tình ngoan cố ép buộc bé hoặc là khống chế bé không cho bé về thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt rất là lớn, bởi vì bé năm nay mới 13 tuổi. Có thể rằng là những đối tượng đấy sẽ đi rất nhiều năm xa gia đình và bóc rất nhiều cuốn lịch. Nên hy vọng đối tượng nào đó thì nhanh chóng đưa bé về. Đừng để cái hậu quả gây ra quá lớn để rồi phải trả một cái giá rất là đắt. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa bé sớm quay trở về. Và qua cái câu chuyện của gia đình cũng như người cô về đây nhờ anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con tìm cháu, thì rất hy vọng rằng cô chú anh chị xem cũng như là chung tay góp sức chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để hy vọng 1-2 ngày tới bé sẽ quay trở về một cách an toàn nhất để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Và tất cả các bậc làm cha làm mẹ xem cái video này cũng là một cái lời cảnh tình, cảnh giác. Bởi vì hiện nay ngày một càng gia tăng, anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận rất nhiều các trường hợp về tình trạng các bé độ tuổi 13, 14, 15 tự ý bỏ nhà đi rất nhiều, và rất nhiều nguyên nhân và lý do. Nhiều bé may mắn quay trở về không sao, nhưng cũng có một số bé gặp phải cái kết rất là đắng. Nhiều bé sập bẫy của bọn chúng đã bị bán vào các động, các quán karaoke, massage, kích dục cũng như là cà phê tròi trá hình rất nhiều. Nên hy vọng rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ xem video này nhìn nhận thấu hiểu nhiều chiều hướng để có cách, có hướng để tư vấn cũng như là truyền tải, truyền đạt tới con, các con của mình để con em hiểu và cảnh giác hơn ở trong cuộc sống. Dạ rồi, cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức đăng tải cũng như là lên đường đi tìm kiếm thông tin. Toàn bộ câu chuyện sự việc gia đình nhà mình vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai? Sai em chịu hoàn thành trách nhiệm. Trước pháp luật. Còn ba thì sao? Dạ em cũng vậy. Mẹ? Dạ đúng rồi. Gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái cũng như cháu gái của mình không? Dạ. Ba đồng ý không? Dạ rồi, cuối video này em không biết nói gì hơn. Thay mặt đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất được tin vui là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất. Dạ rồi, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.